đi xin chào mọi người nha. Hôm nay á ly xin chia sẻ cách chuẩn bị hồ sơ xin thẻ xanh 10 năm nha. Có nghĩa là là mình đang có thẻ xanh 2 năm, là thẻ xanh có điều kiện đó, mình xin chuyển thành thẻ xanh 10 năm là thẻ xanh bệnh viện. Thì có một số trường hợp á là sẽ bị phỏng vấn lại, còn một số thì không bị phỏng vấn lại. Giống như ly á là sau khi ly nộp hồ sơ xin thẻ xanh xong rồi, thì sẽ thẻ xanh tự động gửi về nhà ly không cần phải phỏng vấn lại. À, nếu mà một số bạn mà lấy chồng có quốc tịch Mỹ á, thì, à, thì các bạn có thể thi quốc tịch Mỹ à, ở cái diện 3 năm á. Nếu mà các bạn đã đủ điều kiện rồi mà thẻ xanh chưa về á, các bạn có thể nộp cái cái giấy gia hạn thẻ xanh với lại cái đơn thi quốc tịch Mỹ n 400 luôn à, để À, nói chung là để à, mau chóng được à, thi quốc tịch Mỹ luôn à, thì à, khi mà thẻ xanh mình gần hết hạn á USCIS sẽ gửi một cái à, đơn nói chung là đơn nhắc nhở mình á là nhắc nhở là cái thẻ xanh mình gần hết hạn rồi mình cần phải điền cái đơn à, I, à, I 751 Uh, để ra yeah, uh, để xin cái thẻ xanh 10 năm trước khi uh, cái thẻ xanh 2, uh, 2 năm của mình hết hạn và trong vòng 90 ngày á à uh... Thì có nghĩa là giống như là tháng 6 thẻ xanh 2 năm của mình hết hạn Thì tháng 3 là từ cái khoảng thời gian tháng 3 tới tháng 6 đó Là 90 ngày đó thì mọi người phải làm cái đơn I-751 để Nộp lên USCIS để xin thẻ xanh 10 năm Thì để để nói chung để lấy được cái đơn đơn này á thì mọi người lên trang web uscis.gov thì ở đây á là trang web chính thức của uscis luôn thì ở đây á là sẽ có những cái cái form là phiên bản mới nhất và những thông tin chính xác nhất. Thì mấy cái form á là này nọ thì lâu lâu người ta sẽ Nói chung là sẽ biến đổi một lần để cho phù hợp với lại cái tình hình hiện hiện tại nên cái form này á mọi người lên cái trang web này là chính xác nhất là lấy cái phiên bản chính xác nhất. À, ngoài ra giống như là thông tin về phí nè rồi các giấy tờ cần nộp chung nè hoặc là khi làm xong giấy tờ mình ở đâu nè Thì ở trong cái trang web này nó là cho cái thông tin chính xác nhất luôn Nên mọi người vào trang web này để lấy nha Sau khi đăng nhập vào trang web uscis.gov Thì ở trên cái thanh tìm kiếm này nè Mọi người gõ Y751 Thì nó sẽ hiện ra cái form ở đây Mọi người thấy ở dưới này không? Đây là cái phần tiếng Anh nè. Mọi người nhấp vào chỗ này. Sau khi mình nhấp vào thì nó sẽ đưa mình vào cái trang chính của cái form này nè. Rồi mình kéo xuống, kéo xuống xíu nữa. Thì ở đây sẽ có hai phần. Thứ nhất là phần cái form mình cần điền. Thứ hai là cái phần mà người ta hướng dẫn cho mình là điền cái form này như thế nào ở đây là hướng dẫn rất là chi tiết luôn thì còn ở dưới này á là cái những cái thông tin liên khác liên quan tới cái form này thì mọi người cũng nên xem qua à, bây giờ ly sẽ nhấp vào chi tiết từng form để mọi người xem nha đầu tiên á ly sẽ nhấp vào cái form chính là y 751 ở đây nè nhấp vào trong đó thì cái form này có tổng cộng là 11 trang Bữa sau ly sẽ chia sẻ cách điền cái form này sau nha. thì ở trong này á mọi người có thể là tải về máy rồi gõ lên máy tính sau đó in ra và ký tên hoặc là trực tiếp in cái form này ra sau đó dùng cây bút đen á rồi điền lên cũng được không sao hết. Bây giờ ly quay về phần này là cái đây là cái phần à, hướng dẫn à, cách điền form nè, mình nhấp vào ở trong này á thì nó sẽ có 10 trang. Cái này là có 10 trang. Ở trong này á nó hướng dẫn à, rất là chi tiết mỗi câu hỏi là nên à, trả trả lời như thế nào luôn. Rồi à, có hướng dẫn là nếu mà mình à, viết check á, để trả phí cho cái phần form này á là viết như thế nào, nó chỉ rất là chi tiết luôn. Mình phải viết đúng theo họ hướng dẫn nha là ly, ly in cái này ra, Ly lấy bút giả quen á, đi quẹt lên à, cái nào mình cần lưu ý rồi bữa sau á, có gì mà cần á thì cứ nhìn mấy cái bút giả quen là, là là biết không cần đọc lại form Bây giờ mình đi xuống cái phần dưới đây nè ở đây là có cái phần cái form, cái phiên bản của cái form nè nè bây giờ Ly nhấp vô cái phần này thì uh, hiện tại cái form này đang là phiên bản của năm 2019 sau này nếu mà người ta có thay đổi gì thì ở đây luôn cũng cũng điền ra luôn bây giờ là sau khi điền xong á mình phải đây là cái địa chỉ mình cần phải gửi cái form của mình đi nè where to file thì mình nhấp vào trong này Sau khi mình nhấp vào trong đó nó sẽ đưa mình tới cái trang như vậy nè Thì mình kéo xuống Ở dưới đây là nó có là nếu bạn ở những chỗ này thì bạn phải gửi cái form đó vào những cái địa chỉ này Thì ở đây nó sẽ có hình như là 19 bang á Nếu mà các bạn sống ở cái 19 bang này á những cái bang liệt kê bên tay trái này nè, thì các bạn phải gửi qua những cái địa chỉ này ở phía trên đó là địa chỉ bằng bưu điện, ở phía dưới đó là gửi chuyển phát nhanh nó giống như FedEx, uh, UPS hay là DHL đó, thì là phải điền cái địa chỉ này ở ngoài bì thư mà gửi đó nha là bắt buộc cái bắt buộc là cái địa chỉ này luôn đó. Còn phần phía dưới là những cái bang khác nếu mà các bạn ở những cái bang còn lại không nằm trong cái 19 bang trên đó thì các bạn cần phải đi những cái địa chỉ này ở ngoài bìa thư đây là đây là cái phần địa chỉ của cái um, bưu điện nè còn ở dưới đây á nếu um, còn cái phần dưới đây á là các bạn điền theo FedEx này, UPS hay là DHL Uh, DH, uh, DHL á thì phải những cái địa chỉ dưới này. Bây giờ mình ly sẽ trở về xong rồi à. đây dưới đây là có cái uh, phí này, phí của cái uh, cái form này á thì mình nhấp vô trong này thì nó sẽ hiện ra cho mình. Uh, phí ở đây á là cái, cái phí điền form á là 595 đô, 85 đô là của cái phí lăn tay. Như vậy là tổng cộng là 680 đô cho cái uh, form form này nha. Nếu mà ai mà muốn miễn giảm tiền á thì phải điền cái form I912 chung với cái form này nữa. Những người ở thu nhập thấp hay là những hưởng các trợ cấp xã hội mà không có tiền á thì điền cái form đó để được miễn phí. Ở đây có cái phần checklist đây nè là mọi người kiểm tra ở đây là nó nêu ra rất là cụ thể mỗi trường hợp, tại mỗi trường hợp nộp cái đơn này nó khác nhau á nên nó liệt kê ra ở đây rất là chi tiết mỗi cái phần mà in đậm á, là những cái trường hợp khác nhau thì các bạn coi các bạn nằm trong những trường hợp nào thì cần những cái giấy tờ gì để đi chung với cái form ở đây là nó rất duy rất là chi tiết luôn đó mọi người từ từ xem nha Bây giờ Ly, uh, xin uh, chia sẻ về cái uh, quá trình làm uh, thẻ xanh 10 năm của Ly nha. Là tháng 1 năm 2020 á uh, là cái thẻ xanh 2 năm của uh, Ly hết hạn. Thì uh, tháng 9 năm 2019 á uh, thì USCIS á uh, gửi cái um, thư uh, nhắc nhở nhắc nhở về cho Ly. Rồi đến uh, tháng 11 Ly uh, làm cái uh, đơn uh, xin thẻ xanh 10 năm I-751. Nộp cho USCIS Thì hai tuần sau đó Thì Ly nhận được cái giấy Gia hạn thẻ xanh 18 tháng Rồi sau đó là Đến tháng 1 Đúng rồi tháng 1 năm 2020 Ly đi lăn tay Ly đi lăng tay Rồi đến tháng 10 Năm 2020 Ly có cái thẻ xanh tự động Gửi về nhà luôn Vậy là từ cái Thời gian Ly nộp đơn á tới cái đơn tới cái ngày mà ly nhận được thẻ xanh đó là tổng cộng là 12 tháng sau khi ly điền hết cái đơn xin thẻ xanh 10 năm y 751 á ly sẽ nộp những cái giấy tờ kèm theo cho cái đơn của đơn của ly á thì ly theo cái diện mà du học sinh lấy chồng có quốc tịch mỹ nên ly nộp những cái giấy tờ sau thứ nhất á, là giấy đăng ký kết hôn nè thứ hai á là giấy khai sinh của con thứ ba là cái giấy hoàng thuế giấy hoàng thuế 1040 ở đây là có tên của hai vợ chồng với lại của quý liêm ở trong đó luôn rồi thứ tư là cái thẻ xanh hai năm À, cái thẻ xanh hai năm hai mặt luôn nha mặt trước và mặt sau luôn rồi à, cái cuối cùng á là cái bảo hiểm xe cái bảo hiểm xe có tên của hai vợ chồng ở trên đó thì ly chỉ nộp năm cái loại giấy tờ này thôi với cái trường hợp của ly tại ly có con chung rồi đó nên chắc người ta xem xét cũng chăm trước hơn người ta cũng thấy đây là hôn nhân thật nên người ta gửi thẻ xanh về luôn nếu mà với một số bạn á mà muốn cho hồ sơ của mình đẹp lên á thì ngoài những cái giấy tờ liệt li kê ra mọi người có những cái giấy tờ gì mà có tên chung của hai vợ chồng á giống như là cái um, uh, mấy cái hóa đơn điện nước nè hay là hợp đồng mà thuê nhà hoặc là mua nhà nè hoặc là cái um, uh, 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 cái uh, ngân hàng chung ngân hàng chung hoặc là các loại bảo hiểm giống như là bảo hiểm y tế hoặc là bảo hiểm về nhân thọ bảo hiểm xe hoặc là những cái là những hình chụp những hình chụp chung của hai người đi chơi chung với nhau hay là gia đình hoặc là đi chung với bạn bè gì đó thì mọi người có cái nào chung của hai người á thì có thể nộp chung với lại cái hồ sơ luôn để làm cho cái hồ sơ mình đẹp lên rồi người ta không có cần nghi ngờ rồi phỏng vấn lại người ta gửi thẻ xanh trực tiếp về nhà luôn Bữa sau Ly sẽ chia sẻ về cái cách điền đơn Y751 nha Nếu mọi người muốn xem thì có thể lên Youtube tìm kiếm kênh Lily Family nuôi con lai Hoặc là Lily nuôi con lai nó cũng ra Sau đó nhấp vào kênh của Ly rồi chọn vào cái video thì có những video Lily đã từng đăng hoặc là có thể chọn vào playlist là danh sách phát á, là danh sách phát thì ở đây Ly sẽ phân một cái video của Ly là thẻ xanh mọi người cứ nhấp vào đó là có thể tìm hiểu những thông tin về thẻ xanh nếu mọi người yêu thích á, thì có thể đăng ký và nhấn chuông để bất kỳ khi nào Lily có video mới mọi người cũng nhận được thông báo nha. À, xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem cái video này của Ly. Xin bye bye và chúc mọi người gặp rất, thật là nhiều may mắn và suôn sẻ trong việc xin um, uh, thẻ xanh 10 năm của mình.